ngàn cỏ hoa nhìn hình vầy lá bầy chim muông bách bách a thú quỷ tâu chim ngoanh xíu dít ở biết lâu ý. Châu đồng tiên vườn rú con trên nón dầu gì thu sơn lâm mọi vẻ mọi sinh một bầu gió mát trăng trăng trên sân trà.
gian mới về. Lên cao bao người Tây người Thổ, xuống Bắc Bắc Hà, xuống Bắc Bắc Hà có cả người Dao, xuân sang thắp nở hoa đào. Ai đi lên mẫu trên đồng đăng mới về. Trăm thứ quả hải về dâng mẫu
thái rau bí củ đậu măng tươi cơm mà làm rau sáng củ mai ăn. Bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh đàn thông dạo khúc thanh bình. Đàn thông a dạo khúc thanh bình, sinh ngô sao chúc tình tình hòa ca. Khi dạo cảnh bảo hà thác khai, đền Đông Quương Đức Đại tôi linh thiên quang cảnh chi hữu tình. Cấm một tòa thạch động, đèn ỉ la lồng lộng ngôi cao, cây xanh trầu mắc võng đào. Về đồng làm lễ dâng nhang, kêu cầu tâu đối mười phương độ trì, tay dâng nhang miệng miệng từ bi, ý à ơi à. Sai đỗ triệu lục cung, nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang, tính trầu hay măng trúc măng giang, măng tre măng ngứa thơm lan chè đường, cũng có khi sung ngái đi tìm. Ý à ơi à, cất tay tiền múa song đăng, song đăng trầu múa dịu dàng khoan thai, thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài. Ý à ơi à,
cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa, nhân sông tình sao đầu sông ngân hà. Ý à ơi à, đồi núi đồi núi bao xa, lên ngàn sầu hái bông hoa, hái hoa mang về đền đây, biết bao thanh đồng chờ mong ban khen, biết bao thanh đồng chờ mong ban danh dầu bé bắc lệ giáng sinh hạ trần, núi giết núi mấy tầng cao thấp, cây sen cây tràn ngập màu lam, ngôi đền thờ dầu bé trên ngàn thờ an, châu bé trên ngàn, có con suối nhỏ vắt đi ngang sườn đồi, đàn cá lội đua bơi rẽ sóng, nước lung linh in bóng trăng lên đàn thông vang tiếng hát ru. Ngàn thông a vang tiếng hát ru a, hoa thơm quả ngọt bốn nhi mùa ngát hương a, dầu bé thương thổ mương là gốc, áo nam kinh khăn lục đội đầu, có đai xanh tiền bạc tươi trầu. Đai xanh kiêng bạc túi châu một đêm sao quắm vai vác vầu nước khe, dân hai sao đầu cài châm dắt vòng kim cương tam khởi luồn tay hây hây mặt nước vơi đầy tiếng hội ngày lành, tiếng
mới tung tung. Con thỉnh tam tòa tiên thánh mẫu cùng hội công đồng lại giáng bản địa chung để nhận máu thiên tiên phục thịnh thời à để nhận máu thiên tiên thằng sau sẽ thắm sẽ đoán máu ngư về vân cát thôn quê mẫu phủ dày vân cát thôn quê giáng sinh vào cửa nhà lê mẫu xong sơn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chân kinh sắc tướng nào đoạn nghiêm vô đẳng thân đại cao hiển chủ thủ Di Đà An tâm thắng đại hải chư cánh hoàng trung hóa Phật Nam vô ương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Bồ cái Bồ Tát Ma Ha Tát vân cái sơn loan thánh giá hồi thanh mẫu đệ tam ba lần đọc nữ thủy cung A Di Đà Phật A Di Đà Phật tân kim sát tướng hào đoan uyển chuyển lâm bạch thảo tu di âm mục trường thanh tứ đại hải vô số bút hóa tứ thập bát tuyệt đều vững ngoài đi đăng định ngoạn cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát ma tát linh cảm quan thế âm bồ tát ma tát cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát ma thần chân chiều hướng đạo đại hương văn võ quân thần linh túi kiếp mạng ân cần người về đây xét soi quân kéo đi đường đường rung rung mạo cơi cơ đội nào nghiêm chỉnh trước nghe sau quân thuyền thủy bộ đua nhau ông quân lưng nghi lợi núi lặng đầu thì cạn sông ơi thank you.
hai vang chiếu đàn chuông a tây tạng tư già kim phục hoàng tân cận mà thanh suốt thiên trường đường đa năng thang xa âm mi từ bi mẫn chúng sinh nghi cô ngã kim đỉnh hai quang chiếu đàn chuông văn sớ dâng lên thượng nai văn sớ dâng lên đức đức ông tấu đối chép điền rõ ràng đủ cho để chị
bàn thưởng tay ấm tay dù tay phủ tay lệnh pháp sư ha. Chứng tâm chứng lễ chứng đẳng tiên cho đồng gia dương môn khuyến đẳng họ Trần họ Lê họ Nguyễn ha. Nhất tâm tướng bản tâm thành tu thiết lễ nghi hương hoa đăng trà quả phẩm hương vị tỉnh thần ta bốn thủ xá hầu cầu an bản mệnh ha. Tăng tải bổ vận ha. Mày tập về chữ đỏ bỏ chữ đèn đổ cho nhà gia chung đại gia đình kính chủ họ Trần họ Lê họ Nguyễn sở cầu tất ứng ha. Bàn khen bàn thưởng tứ trụ quỳnh quế khéo đôi tay sáng từ mắt lật khăn sửa túi anh em ta ha. Bàn khen bàn thưởng cho đồng thanh đồng đạo quan ha. Đồng chị đồng em trong bán hội ha, già la vái sải bán hà mưa thuận điều đúng mùa bát tiết đắc bình an ha. Trời, có ái ngại
cho phường dân chiêm bao thấy giấc mộng thần. Xa xa đôi vị phu nhân đi bơ bàng. Bạn tuyên thế cao
chuốc chén chưa vừa sinh chúc thầy cô vạn tuổi diệp dành thái sư nhất nhi phẩm quyền hành trong tay Huệ Lan. Huệ Lan thơm ngát nghi bột nghi nhà ý. Thơm ngát một nhà hiền vì cây lộc mặn mà lá xanh trốn thiên thành cô thường ra phân phai. Trốn thiên thành a ơi a cô thường ra phân phái nguyện lòng trời cô ái ngại cho phường dân phút chiêm bao thấy rất nghi mộng thần ý. Dù khắp bốn phương trời cô xét trong trần thế có mấy người thành tâm mấy người nào. Người nào có phúc cô cho phần ý. Cửa suốt quê nhà cô bé vui chơi suốt quê nhà chết thòi cô bé lập lờ cửa ra lập ở hương đông ngôi đền thờ cậu bé lập ở hương đông linh từ kiếp bạc thế ân cần cậu vào ra ra tam vị chúa bà dâng văn ni tam vị chúa bà thỉnh chúa đầy đất ni tây thiên giáng trần. Thank you.
tư châu chúa tiên đi thỉnh mời để nhất chúa thầy thiên ni. Thank you.
dùng tư đức con xin ghi, đệ tử con bái lạy tổ quỳ. Về đồng mời tiếp lộc lần lộc sai, chứng chung tài lộc chứng tâm cho phàm trần. Về đồng tiếp lộc lần lộc lần xa, buôn may bán đất rồi gặp người gặp duyên là cánh
trầu cay. Trầu tên cánh phượng lại hay thuốc lào, đệ tử chúng con dâng lên một hộp vôi đào. Ý
châu câu. Xem trong gia sự cửa nhà không có ôi say. Nếu ghế nào đi cầu lộc cầu tài, cầu con cầu của cho gái trai đẹp lòng Chúa cho gia chung đệ tử con thuận một lòng. Được đắc tài lộc sai thương ai, chỉ đợi mười chờ thương ai, đất khách nghe quê người bơ vơ. Chứ gây son đặt ở phía sau này là trầu với một quả câu đi. Thank you.
đồng chúa mới mở ra, đồ cho đệ tử gần xa an lành à, kho tài đồng chúa mới mở ra. Ý à, chưa
sơn lâm, lối lên Bắc Lệ, lối về Bắc Giang. Nếu ghế nào nặng quả cao căng, thỉnh mời chú Nguyệt mà đốn căn trình đồng. Chú Nguyệt có tài xem bói bằng châu cao y. Thank you.
chúng anh kiệt đi nên đờ thờ chỉ công. Hùng vì vương nghe thánh nghi tổ nạc dòng nghi trực nghỉ ngay dòng vào ra chú rào trời khắp hết gần xa chú rào trời khắp hết gần xa vào chủ hương tích nghi Phật Ni Bà Quan Ni Âm Ni một lòng Bồ Đào Nhật tâm ni nay một thì lòng Bồ Đào Nhất quy Phật tổ thật thông nhiệm màu nếu ai khẩn vái kêu cầu ý. Đến Thiên Chúa, Chúa bảo đủ cho Chúa dân kẻ nào ăn nói quanh nghỉ còn ý. Chúa bác bỏ, Chúa lại làm cho thất thờ. Chúa làm cho nay ngần thì mai ngơ, ra thân vào thờ biết phép Chúa chưa nguyên xưa, giá ngự trên ngàn. Dòng
anh chúc ngày nàng sáng tỏ trên đời. Nước tiên tẩy hết bụi trần, thanh cao rồi lại người phần thanh cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc, chữ công dùng tư đức xin kìa. Châu tên cánh phượng lại hay thuốc lào.
quyền đi hành bồ cái quảng sơn trang mạn gì khác quần đờ khấu đầu làm mà tôi anh ninh đừng đợi trên núi đồi
Ai ai cũng thịnh thường đồ cho trắng biển tôi được.
sớ dâng trình ngày hôm nay có sớ dâng trình trước trình Phật Thanh sau trình vua cha làm đào bắc ở phê qua. Thank you.
một thuật nhang lòng này, đốn một thuật nhang thấu vì thoải thủy. Các bàn các quả thiên hình chốn ấy riêng là, chốn ấy riêng là thiên hình chốn ấy riêng là thấu vì thoải thủy. Vua cha đồng thấu về chốn ấy thủy cùng. Có lá sớ hồng trần gian con xin dâm lá sớ hồng, thỉnh quang tam phủ người về chứng cho, chứng cho để đỡ tâm thành. Chứng má đàn thiên tôn quan, chứng má đàn thiên cuồng phù đệ tử, thiên nhiên thọ chẳng đủ cho đệ tử. Sông phai
trăm trận. Cục lạnh giang thanh tích
một đôi hàng quần quần sắm lên xa. Tiếp bàn hoan con cung thịnh mời quan đệ tứ bốn công trời đủ bốn năm xa. Lẫm liệt tung hoành ra oai, lẫm liệt tung hoành trừ tà diệt thủy, quân tranh là bậc tướng tài. Chính quán quê nhà đất Ninh Giang, chính quán quê nhà danh làm cổ tích tinh một tòa thank you.
vật đổi
sông tranh còn đó công quan lớn tuần đệ tử con nay vẫn còn loa đồng có tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh thành long đào cứu nước tung hoành đó là ai sông tranh cất tiếng rằng có quan đệ trình người quan lớn chính người trong phủ đất Ninh Giang khắp bốn phương xa gần đều biết đi quan lớn tuần nghi đầm đưa tàu thẳng tới cửa sông nghi đâu đó phục tàu Ninh Giang thiết lập đền thờ thờ thánh trên bát ngát nơi nóng nóng trầu hồ phục nghi đốt đốt tam đầu quần khúc trời quan chủ đình nghi uy ra vạn phép muôn đình quyền ông cai quản tướng thủ bên nhà trời rước quan về Ninh Giang thánh tích khi nước tuôn lôi hàng quần quần sóng lên ra vui vẻ đèn rồng hôm mai chiều đấy nhất vui vẻ đền rồng ngày chơi phù tía lầu hồng châu ba vào ra tiên thánh được ngàn tiên lá dâng văn châu đấy nhĩ trên ngàn đông cung tuần quan sáng đi đàn là chính đi đây Thánh thôi bán nguyệt chờ bà khoan
khoan trẻ nào. Châu đứng gặp cạnh thì tôi thấp núi cao Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa thiên thai. Giáng sinh hạ giới y, thuyền ngờ cai trên thượng ngàn thuyền cai bảo nàng hà giang y. Quyền là cái tam thập lục ngàn châu y a. Quyền cái tam thập lục ngàn châu, suối một bầu tiêu giao dòng trời rừng quê rừng đào y. Một đấng anh hùng tuổi
tuổi thanh xuân. Một đấng ơi anh nhung hoàng tài danh đổi tiếng khắp vùng, khắp vùng trời Nam. Thank you.
cõi này sinh bức mạnh đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây tể tay tiên giọt chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên cung mẫu để các o mấy đinh vào là vào con rước ông mười rơi a rơi còn rước hoàng mười rơi các cô mới nâng mời là mời rước ông hoàng mười rơi các o dâng vào là mời con rước ông mười rơi
chữ hoàng về chứng tâm cho họ tạ con lòng thành. Họ tạ con dâng ông lễ vật để hoàng về nghe văn. Ông cũng vung gươm đi cưỡi ngựa đi cơ, ra tay dùng dư có hơi bờ nước Việt Nam. Lạy hoàng, lạy hoàng thương cho cung văn chúng con, tối nay chúng con lại đi vào hoàng đấy ạ. Lạy hoàng thương cho chúng con thuận xe thuận tàu này ông. Người thành đồng con cùng kính nhớ
sấm lớn giáng sơn cõi bờ. Vâng lệnh vua cha hoàng lĩnh phong kiếm cờ, xua loài sấm năm phút tan không khúc khải hoàn ca. Hạc xa theo gió mây bóng về tiên trời nam sáng khí linh thiêng, nước non này mãi mãi được bình yên. Na sẽ ăn ngày vàng trên thượng thiên, sẽ ăn ngày là tuy còn sức điện giữa ngọc người hoàng chất thủ đất nghề thánh giá hồi sáng như đêm trời lúc cửa nhàn cô cả sáng như đêm trời. Là cảnh công ai tóc của đôi thượng đại tài hai hòa hồi cùng, là bóng cô bơ hiển danh là bóng cô bơ từ đầu xuống dầu ba tòa thoa hồi cùng. Tới tổng tây hồ ai đi, tới tổng tây hồ hỏi thăm cô bố ra hồi cùng. Cô năm năm suối này cũng tỉnh đời, cô năm suối ra hồi cùng. Con dâng bài văn tấu cũng thỉnh lời cô sáu xưa hồi cùng. Cô bảy đến tân an cũng thỉnh lời cô bảy đến tân an thánh giá hồi cùng. Cô tám đời trẻ tiên dâng văn cô tám đời thánh giá hồi cùng. Thoảng ngát hương lan gió đưa thoảng ngát hương lan thỉnh lời cô chí giáng đàn. Thank you.
xuống à, cô cầm mà lấy quả cô chỉ lại thương thanh đi đồng tình tình và tình tàng tàng tình tình ta. Truyền thông gieo
trâu bé dậy chim rừng. Ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít đến lâu. Hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng ngời.